Hiện nay trên thị trường thì có hàng trăm loại sữa tươi. Vậy thì lựa chọn loại sữa tươi nào là phù hợp cho bé đây? Mọi người hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với channel bỉm sữa của mình thì mình xin giới thiệu, mình tên là Linh và mình là một mẹ bỉm sữa của một em bé 20 tháng tuổi, bé Sam. Và trong channel của mình thì mình chia sẻ những kiến thức về nuôi dạy con, cách chăm con, cách cho em bé ăn dặm, vân vân. Nói chung là những cái kinh nghiệm và kiến thức mà mình đúc kết được trong quá trình nuôi dạy bé Sam. Trên thị trường thì sẽ có hàng trăm loại và mình tin chắc rằng các mẹ cũng sẽ rất là rối nếu như các mẹ chưa tìm hiểu kỹ về các loại sữa tươi. Thì khi mà đi đến các siêu thị, các quầy kệ hay là kể cả cửa hàng tạp hóa thì có vô vàn loại sữa, nói chung tóm lại là sữa nước. Thế nhưng mà trên thực tế thì không phải 100% những loại sữa được bày bán ở ngoài kia đều là sữa tươi hết. Đôi khi thì chúng ta mua phải sữa hoàn nguyên mà chúng ta không biết và cứ tưởng là sữa tươi. Vậy thì khi mà lựa chọn sữa cho em bé thì chúng ta nên dựa vào những tiêu chí gì đây? Trong cái video trước mình cũng có chia sẻ với mọi người về việc là sau 1 tuổi thì chúng ta nên sử dụng sữa công thức hay là sữa tươi cho em bé. Thì đối với bé Sam nhà mình thì mình vẫn tiếp tục sử dụng sữa công thức cho con, và song song với đó thì mình sẽ xen kẽ sử dụng sữa tươi cho con. Khi mà lựa chọn sữa tươi thì mình sẽ đưa ra hai tiêu chí chính. Tiêu chí thứ nhất đó là sữa tươi không đường. Thì đối với những em bé mà dưới 3 tuổi thì chúng ta chưa nên cho em bé sử dụng sữa tươi có đường, mà tốt nhất là sữa tươi không đường đã. Và tiêu chí thứ hai của mình là sử dụng sữa tươi nguyên kem. Trên thị trường thì sẽ có thể là có sữa tách béo và sữa nguyên kem. Tuy nhiên là với những em bé nhỏ dưới 3 tuổi thì bé vẫn cần cái chất béo trong sữa để cho cái nhu cầu phát triển của con. Vậy nên là mình sẽ ưu tiên lựa chọn sữa tươi nguyên kem. Ở trên bao bì thì các mẹ có thể thấy cái dòng chữ whole milk, có nghĩa là sữa tươi nguyên kem. Đó là hai tiêu chí mà mình áp dụng để lựa chọn sữa tươi cho con. Tiếp theo, với cùng hai tiêu chí đó, sữa tươi nguyên kem không đường, thì chúng ta lại có loại là sữa tươi thanh trùng và sữa tươi tiệt trùng. Vậy thì chúng ta hãy cùng phân biệt hai loại thanh trùng và tiệt trùng nhé. Đầu tiên là sữa tươi thanh trùng thì nó là sữa bò tươi, sau đó được tiệt trùng với công nghệ ở nhiệt độ khoảng 70 độ C trong khoảng thời gian dưới 15 giây, sau đó được làm lạnh đột ngột và được đóng gói. Thì cái sữa tươi thanh trùng này nó sẽ có ưu điểm là nó loại bỏ hầu hết vi khuẩn. Thế nhưng mà nó vẫn giữ được nguyên vẹn mùi vị, hương vị và các vitamin khoáng chất của sữa bò tươi. Đây ví dụ là một cái hộp sữa tươi thanh trùng Vinamilk. Thì đối với cả sữa tươi thanh trùng thì chúng ta cần phải bảo quản trong tủ lạnh. Và thông thường cái hạn sử dụng của sữa thanh trùng sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 10 ngày. Nó sẽ được ghi ở trên bao bì của sản phẩm. Thì khi mà mọi người mua, mọi người cần phải chú ý kiểm tra cái hạn sử dụng xem là sắp hết hạn hay chưa. Sữa tươi thanh trùng thì dùng được trong thời gian rất là ngắn. Và sữa tươi này thì nó do cái đặc điểm vận chuyển và bảo quản nó hơi khó hơn một chút. Vậy nên là giá thành của sữa tươi thanh trùng thì thường cao hơn so với sữa tươi tiệt trùng. Uống sữa tươi thanh trùng thì là tốt nhất rồi, bởi vì nó bảo toàn nguyên vẹn được hương vị, mùi vị và chất dinh dưỡng. Tuy nhiên là nó lại khá là khó mua. Thông thường là sữa tươi thanh trùng thì mình chỉ mua được ở những cái cửa hàng chuyên bán sữa của các hãng sữa, hoặc là mua ở những cái siêu thị lớn thôi. Còn các cửa hàng tạp hóa hay là các mini mart thì hầu như là không có, khá là khó tìm và cũng nhanh hết hàng nữa. Mình có tìm hiểu một số sách báo và tài liệu thì có nói rằng là sữa tươi thanh trùng thì bé từ 12 tháng tuổi là đã có thể sử dụng được rồi. Thế nhưng về bản thân mình thì mình vẫn chưa thực sự yên tâm lắm, vậy nên là mình đợi đến khi bé Sam được 18 tháng tuổi mình mới bắt đầu cho con uống sữa tươi thanh trùng. Còn trong giai đoạn từ 12 tháng đến 18 tháng tuổi thì mình cho con ăn sữa mẹ kết hợp với sữa công thức, và thi thoảng thì mình cho con uống sữa tươi tiệt trùng không đường. Sữa tươi tiệt trùng thì cũng có rất là nhiều loại, rất là đa dạng, từ sữa ngoại đến sữa nội. Nó khác với sữa thanh trùng. Sữa thanh trùng thì chỉ có sữa nội thôi mà không có sữa ngoại, còn sữa tiệt trùng thì có cả sữa ngoại nữa. Rồi thì rất là nhiều hãng, các loại cũng đa dạng, lại còn có nhiều vị khác nhau, vị cam, vị sâu, vị sô-cô-la vân vân. Đối với bé Sam thì từ 12 tháng là mình cho con uống sữa tươi tiệt trùng. Thường là mình sẽ chọn TH Chumil hoặc là Devonda, thi thoảng thì là Medal Fresh, vân vân, mình cũng thay đổi một vài loại. Và sữa tươi tiệt trùng này ấy,
Thì cái khác biệt đối với sữa tươi thanh trùng đó là sữa tươi tiệt trùng được làm với cái công nghệ là tiệt trùng ở nhiệt độ cao khoảng từ 138 đến khoảng 150 độ C và trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giây, sau đó sữa sẽ được làm lạnh đột ngột và bảo quản. Chính vì điều đó, chính vì cái công nghệ sản xuất mà sữa tươi tiệt trùng thì sẽ có thời gian bảo quản lâu hơn, nó sẽ từ 5 đến 8 tháng thì tùy từng hãng sản xuất. Khi mà mua sữa tươi tiệt trùng thì các mẹ cần phải chú ý đến cái hạn sử dụng của nó. Và sữa tươi tiệt trùng thì không cần phải bảo quản lạnh, tức là mình để ở ngoài cứ miễn là cái môi trường mát mẻ, không để dưới ánh nắng trực tiếp hoặc là không để chỗ nào quá ẩm ướt là ok rồi. Khi mà mua sữa tươi thì các mẹ chú ý nhá, ở trên bao bì luôn luôn phải ghi là sữa tươi, ví dụ như là sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng thì đó mới là sữa tươi. Còn nếu như không ghi chữ sữa tươi thì đó không phải là sữa tươi đâu, mà là sữa hoàn nguyên đấy. Chính vì sữa tươi tiệt trùng thì tiện lợi, dễ mua hơn, dễ tìm hơn, thế nên là đa số là bé Sam nhà mình sẽ sử dụng sữa tươi tiệt trùng. Đến nay là con được hơn 20 tháng rồi và con đã bắt đầu sử dụng sữa tươi thanh trùng. Thế nhưng mà do là nó khan hiếm, ít mua được, thế nên là thi thoảng mình cũng đổi qua đổi lại. Ra mà nói thì để so sánh thành phần của sữa tươi thanh trùng và sữa tươi tiệt trùng thì sữa tươi thanh trùng sẽ có hàm lượng dinh dưỡng nhiều hơn một chút, thế nhưng mà nó cũng không đáng kể. Vậy nên là nếu như được ý, có điều kiện mà mẹ có thể mua được sữa tươi thanh trùng thì mẹ mua cho con uống, còn nếu không thì chúng ta sử dụng sữa tươi tiệt trùng thì nó sẽ tiện lợi, dễ mua, dễ kiếm hơn rất là nhiều. Ngoài ra trên thị trường còn có một loại sữa nước nữa, nó không phải là sữa tươi mà là sữa bột pha sẵn hay còn gọi là sữa hoàn nguyên, tức là sữa tươi người ta đem sấy khô thành bột, sau đó từ bột người ta lại pha thành sữa nước và người ta cho thêm một số thành phần khác vào, chất điều vị phụ gia vân vân. Thì đối với cả sữa hoàn nguyên ấy, trên thị trường có rất là nhiều loại với rất là nhiều cách đóng gói và rất là nhiều vị khác nhau. Nói chung là sữa tươi hoàn nguyên thì mình thấy là cái hương vị nó khá là thu hút đối với trẻ con, đặc biệt là bao bì thì lại rất là bắt mắt, hình siêu nhân, hình nhân vật hoạt hình, rồi lại được tặng các loại thẻ, rồi tặng các loại đồ chơi rất là thu hút nữa. Về cơ bản khi mà so sánh thì mình thấy là hàm lượng dinh dưỡng của các cái loại sữa hoàn nguyên thì nó sẽ thấp hơn một chút so với lại sữa tươi. Chính vì điều đó mà mình vẫn cho bé Sam thi thoảng sử dụng sữa hoàn nguyên, thế nhưng mà ít thôi, hạn chế thôi, thi thoảng phải uống thôi, chứ còn sữa tươi vẫn sẽ là cái thức uống chính của con. Khi mà các mẹ mua sữa ấy, nếu như ở trên bao bì sản phẩm mà ghi là sữa tiệt trùng thì đó là sữa hoàn nguyên chứ không phải là sữa tươi nhá. Sẽ có ghi thêm một cái dòng chữ đó là thực phẩm bổ sung, thì các mẹ nhìn vào đó để có thể phân biệt đâu là sữa hoàn nguyên và đâu là sữa tươi. Ngoài ra một số loại sữa hoàn nguyên thì sẽ chỉ sử dụng cho trẻ 2 tuổi hoặc là có một số loại thì từ 6 tuổi mới có thể được sử dụng. Chính vì vậy mà khi đi mua sữa thì mình luôn luôn nhìn vào cái hướng dẫn sử dụng và cách dùng của sữa để biết rằng chính xác rằng cái sữa này liệu có dành cho bé nhà mình hay không, tránh trường hợp là mẹ cứ vơ đại một cái sản phẩm từ quầy kệ siêu thị về sau đó cho con uống mà cái thức uống thì nó lại không phù hợp với lứa tuổi của con. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về việc lựa chọn sữa tươi cho bé trong giai đoạn trên 1 tuổi. Mình tóm tắt lại một chút để cho các mẹ dễ nhớ, thì đối với bản thân mình, với bé Sam thì từ 12 tháng đến 18 tháng thì mình cho con uống thêm, ngoài sữa công thức thì mình cho con uống thêm sữa tươi tiệt trùng không đường nguyên kem, đó là loại sữa mà mình cho bé Sam uống. Sau đó từ 18 tháng thì mình đang xen giữa sữa tươi tiệt trùng nguyên kem và sữa tươi thanh trùng, đó là hai loại mà mình cho bé Sam uống. Còn thi thoảng thì cũng có uống sữa bột pha sẵn nhưng mà ít thôi, thi thoảng lắm thì mình uống chứ con không uống thường xuyên hàng ngày như các loại sữa tươi. Và cho đến bây giờ khi bé Sam được 20 tháng tuổi thì mình vẫn cho con uống đan xen sữa tươi và sữa công thức. Mình vẫn có ý định cho con uống sữa công thức nhưng mà sẽ giảm dần số lượng, và cho đến khi con được 3 tuổi thì mình sẽ ngừng hẳn sữa công thức và chỉ cho con uống sữa tươi thôi. Đó là kinh nghiệm của mình và đó là cái mong muốn của mình khi mà mình chăm sóc con. Mình rất là hy vọng rằng các mẹ cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn hay là định hướng của các mẹ để chúng ta có thể cùng tham khảo và học hỏi lẫn nhau nhé. Nếu như có bất cứ thắc mắc gì thì các mẹ nhớ là để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Mình sẽ dành thời gian để có thể trả lời sớm nhất. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều. Bye bye.